Cô chào con. Chào mừng con đến với buổi kể chuyện của cô. Hôm nay, cô sẽ kể con nghe một câu chuyện về một cô bé. Cô bé này rất lười biếng, suốt ngày chỉ ham chơi, nên mẹ cô rất là buồn. Muốn biết chuyện gì sẽ đến với cô bé? Bây giờ, cô mời con cùng đến với nội dung của câu chuyện Cô bé Hoa Hồng. Ngày xưa, có hai mẹ con Hoa Hồng. Mẹ yêu Hoa Hồng lắm. Hoa Hồng có một mái tóc dài, đôi tai trắng hồng và cặp mắt đen lay láy. Nhưng Hoa Hồng rất lười. Suốt ngày, cô bé chỉ soi gương và vuốt mái tóc của mình. Cô chẳng giúp mẹ được việc gì. Mẹ buồn lắm. Khuyên thế nào cũng không được. Đến nỗi mẹ cô bé phải ốm. Thấy mẹ ốm, phải nằm một chỗ, Hoa Hồng hối hận lắm, vội đi tìm thuốc cho mẹ. Đến ngã ba đường, Hoa Hồng không biết đi ngã nào. Hoa Hồng hỏi một cây liễu nhỏ ven đường. Liễu ơi, mẹ của chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc hay không? Chị cho em mái tóc, em chỉ đường cho. Được, em lấy đi. Chị hãy trèo lên núi kia. Hoa Hồng thấy đau nhói. Mái tóc dài của cô bé biến mất. Còn cây liễu thì lớn vụt, cành lá xanh mướt. Đi được một đoạn, Hoa Hồng thấy một cây táo, cành lá cụt ngủng. Hoa Hồng hỏi. Táo ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc hay không? Chị cho em đôi tay thì em chỉ cho. Được, em lấy đi. Chị hãy trèo lên núi kia. Hoa Hồng thấy đau buốt. Đôi tai của cô biến mất. Còn cây táo thì vụt lớn, cành lá xum xuê, trĩu quả. Lên đến đỉnh núi, Hoa Hồng chỉ thấy một cái giếng cạn. Hoa Hồng hỏi. Giếng ơi, mẹ chị ốm, em có biết nơi đâu có thuốc hay không? Chị cho em đôi mắt, em sẽ chỉ cho. Được, em lấy đi. Chị hãy đến giếng kia. Hoa Hồng đau nhói tim. Đôi mắt của em đã biến mất. Em không nhìn thấy gì nữa. Nước giếng dâng lên, hương thơm ngào ngạt. Một tiếng nói cất lên. Con hãy lấy thuốc đi. Thuốc chữa bệnh cho mẹ con đây. Hoa Hồng lúng túng cúi xuống giếng. Nước giếng dâng lên, tràn vào miệng của Hoa Hồng. Hoa Hồng ngậm lấy một ngụm nước, rồi vội vã lần đường trở về nhà. Mẹ vẫn nằm thinh thích trên giường. Hoa Hồng chạy ào đến bên mẹ. Mẹ ơi! Nước trong miệng của Hoa Hồng rơi xuống mẹ. Bà ngồi bật dậy, khỏe mạnh bình thường. Bà ôm chặt lấy Hoa Hồng, kinh ngạc. Ôi, sao con lại như thế này? Bà khóc, những giọt nước mắt rơi xuống mắt của Hoa Hồng. Kỳ lạ thay, hai mắt của Hoa Hồng bừng sáng. Bà xoa đầu Hoa Hồng, thì tóc của Hoa Hồng bỗng mọc dài ra, ống mượt. Bà lại xoa khắp người của Hoa Hồng.
tai của hoa hồng mọc lại như cũ. Dạ hoa hồng, xinh đẹp hơn xưa. Cô bé hoa hồng, vì lười biếng, không biết giúp đỡ mẹ, nên cô đã làm cho mẹ buồn, mẹ ốm. Sau đó, hoa hồng đã hối hận. Cô đã không quản đường xa, thậm chí hy sinh cả bản thân mình để tìm nước về chữa bệnh cho mẹ. Qua câu chuyện này, cô mong rằng con phải biết kính trọng và yêu quý ông bà, ba mẹ. Con hãy yêu thương, chăm sóc người thân trong gia đình và biết giúp đỡ mọi người, con nhé. Câu chuyện của cô đến đây là hết rồi. Cô chúc con ngủ ngon.